Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị năm mới. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc số sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được lộc bề trên, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, tiền về tới tấp, giàu có nhất họ. Nhâm Tý mạng mộc cuộc đời, tuổi Thủy sinh mạng danh công sớm vào, tuổi trẻ có làm tài cao, phúc đức chiếu mạng phước hào dễ nên, bởi người không có chí bền, đổi thay sự nghiệp gập ghềnh đường mây. Duyên tình bỏ đó bắt đây, làm cho gia cảnh đổi thay mấy lần, trung niên mới được yên thân, công danh sự nghiệp dần dần đi lên, Giáp Thìn có xui có hên, đề phòng bệnh nạn vững bền cơ ngơi. Vâng, thưa quý anh chị Nhâm Tý thân mến, năm cũ đang dần qua, năm mới đến, ai cũng hy vọng gặp nhiều may mắn, mọi chuyện thuận lợi như ý, cuộc sống an nhàn thảnh thơi. Đặc biệt, trước khi bước vào năm Giáp Thìn 2024, mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những cơ hội, xây dựng cuộc sống giàu sang viên mãn nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và anh chị vận mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Vận trình đầy đủ 2 tháng đầu năm 2024 qua việc xem sao chiếu mệnh vận hạn, sự nghiệp công danh, tiền bạc, tình duyên và sức khỏe, đặc biệt là luận hung cát từng tháng, tháng 1, tháng 2 âm lịch, để một năm tiền vô như nước, tình nở như hoa, nhà giàu nứt vách, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Tý trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Tý. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, hay còn gọi là Sơn Thượng Chi Thử, chuột trên núi, dương mạng tuổi âm 53 tuổi, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1972, đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 1973, ngũ hành bản mệnh, tang đố mộc, gỗ cây dâu, tướng xương, con chuột, tướng tinh con heo. Nhâm Tý sinh năm 1972, nạp âm tang đố mộc, do can nhâm dương thủy, ghép với chi tý dương thủy, ta có can và chi có cùng hành thủy sinh nhập mộc, cho nên thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài. Đường đời thanh thang rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho đến hậu vận, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Nhâm Tý có đầy đủ hai tính chất của can chi, can nhâm dương thủy, biến hóa linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, và chi tý dương thủy đứng đầu hàng chi, thông minh, nhanh nhẹn, sắc bén, thường ở vai trò lãnh đạo chức trọng quyền cao, trong lĩnh vực nghiên cứu rất thích tìm hiểu, nên đã có nhiều sáng tạo phát kiến nổi danh ở mọi ngành. Phần lớn Nhâm Tý là người rất thành công bởi họ hoạt bát, năng động và thích nghi hoàn cảnh rất nhanh. Nhâm Tý vui tính, giỏi ngoại giao, dễ gần, họ không ngừng tò mò học hỏi để nâng cao năng lực. Họ yêu sự an toàn, luôn lo lắng về tương lai, đó cũng là lý do vì sao họ làm việc rất chăm chỉ. Nhâm Tý bộc lộ ra ngoài là sự tự tin, hiểu biết rất chuyên nghiệp về những điều mình làm. Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm bông kết trái thì người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ không lúc nào bằng,
Bởi vậy số nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi trong mức độ trung bình. Tuổi nhâm Tý suốt đời lo nghĩ lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ, cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc, cũng như về đường con cái. Cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui, những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể. Việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả, sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời. Nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay, tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều, nhưng thường hao hụt. Nhâm Tý số mạng như vậy, phong xương cũng lắm, tha phương cũng nhiều, số này cách trở quê hương, đi ra xứ khác sinh phương nên nhà. Số phải khắc khẩu mẹ cha, ở gần cắn đắng đi xa thì buồn, số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn chuyên chuyên lắm bể, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng. Tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên, tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về vận cuối an nhàn tấm thân, Nhâm Tý nhờ có quý nhân, tu nhân tích đức phúc trời ban cho. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn, nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng, họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác, bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Vận trình người tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024. Luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn, thầy tử vi đánh giá, về tổng thể, bước sang năm 2024, Tý Thìn tam hợp mang tới cho người tuổi Nhâm Tý một năm hứa hẹn rất nhiều thành công, công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác, vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi Nhâm Tý mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Xét về địa chi, người có địa chi Tý gặp năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi Tý chủ về sự thay đổi, đặc biệt là về tinh thần. Bản thân là người sống thiên về tình cảm, công việc khi ra ngoài nhận được hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, do đó hanh thông và thuận lợi. Đây cũng là năm người tuổi Tý có những mở mang liên quan đến các liên kết làm ăn. Ngoài ra, về phương diện tình cảm gia đạo, năm này bản thân nhận được tin vui về việc thêm người, thêm của. Xét về thiên can của tuổi Nhâm thuộc hành Thủy, gặp thiên can năm Giáp thuộc hành Mộc là Bình Hòa. Năm 2024 đối với người tuổi này chủ về kinh doanh làm ăn có sự liên kết, nhưng cơ bản không được thuận và khó đạt được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng đặt ra. Theo chuyên gia xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2024, thì trong năm này nếu dự định kế hoạch đầu tư phát triển làm ăn kinh doanh, thì lời khuyên của chuyên gia là không nên vội vàng. Bên cạnh đó, chủ mệnh cần chú ý về sức khỏe. Ngoài ra, tình cảm trong gia đạo không thuận hòa, chủ về hòa khí kém. Xét về mối quan hệ ngũ hành, ngũ hành người tuổi này thuộc vào hành Mộc, gặp ngũ hành của năm Giáp Thìn thuộc hành Hỏa, là quan hệ sinh xuất, người tuổi này bản mệnh trong năm hao tổn nhiều. Kinh doanh hay sự nghiệp không thuận như ý, nếu có thuận chỉ trong thời gian đầu, càng về sau càng đưa tới bất lợi, tiền bạc là phương diện cần chú ý. Nhất là người này dễ bị bệnh về ngực năm này, tiền bạc nếu dự định đầu tư thì cần phải suy tính kỹ lưỡng, thời điểm cuối năm cẩn thận về công việc bất lợi đưa tới nhiều hơn thuận lợi. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về vườn. Biểu tượng này mang ý nghĩa, gà về vườn thì được no đủ. Báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan. Biết tin tưởng vào chính bản thân mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ, tình cảm gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tín trong gia đình. Xét về vận hạn năm 2024 tuổi Nhâm Tý. Tam tai 2024, tuổi Nhâm Tý phạm tam tai năm cuối, hạn đã bớt nặng, có điều lưu ý, không nên kết thúc dự án lớn, công việc quan trọng trong năm cuối hạn này, đổi lại, có thể mở rộng thêm hứa hẹn thành công lớn hơn. Kim lâu 2024, tuổi Nhâm Tý phạm kim lâu lục xúc, không tốt cho công việc nói chung, trồng trọt chăn nuôi dễ bị thua lỗ.
Hoàng Ốc 2024, tuổi Nhâm Tý không phạm Hoàng Ốc, có thể đứng tên khi xây dựng nhà cửa hoặc lo liệu việc lớn cho con cháu trong nhà. Xét về nam mạng tuổi Nhâm Tý. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Nhâm Tý có sao Thái Âm chiếu mệnh. Thái Âm là một trong ba cát tin tốt nhất của hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về giàu sang tài lộc. Sao này sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều tài lộc danh lợi. Những việc liên quan đến bất động sản như mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng dễ cát lợi. Chỉ cần chăm chỉ, hoàn thiện công việc từng chút một thì kết quả nhận lại sẽ được tươi sáng. Cổ nhân từng khuyên răn, con đường đi đến thành công nào cũng không hề suôn sẻ, dù là thuận lợi hay khó khăn. Khi gặp phải cũng đều nên bình tĩnh đối mặt, thắng không kiêu, bại không nản, luôn suy xét kỹ trước mọi việc trên đường đời mới là người trí tuệ. Vận hạn. Nam mạng tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương. Đây là hạn cho nữ giới chủ về thị phi, tai tiếng, còn nam giới không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Nhâm Tý nam mạng không nên chủ quan mà cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình. Có sức khỏe vừa là trách nhiệm với bản thân, vừa là trách nhiệm với người khác. Mời quý tín chủ đi vào chi tiết lá số tử vi 2 tháng đầu năm 2024, tuổi Nhâm Tý nam mạng, được bình giải qua các phương diện công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm 2024 Thìn thấy được rằng, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Tý 1972 sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc. Là người đức độ, thành thật, những mối quan hệ của Nhâm Tý nam mạng rất bền vững và luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng nghiệp. Đôi lúc, công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng nam Nhâm Tý vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc. Nếu có được những thành quả nhất định, mệnh chủ hãy giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, sống trước sau như một thì mới được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý, ắt được trời thương Phật độ. 2. Tài chính. Xét về phương diện tài lộc thấy rõ, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tý rất tích cực, mệnh chủ càng chăm chỉ nỗ lực trong công việc bao nhiêu, thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu, dù vậy vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả sung túc. Ở độ tuổi 53, đa số nam tuổi Nhâm Tý hiểu được rằng tiết kiệm là điều quan trọng trong cuộc sống. Việc tiết kiệm sẽ giúp bản mệnh có khoản dự trù cho tương lai, phòng trường hợp cần chi tiêu về sức khỏe hoặc các khoản đầu tư tài chính. 3. Sức khỏe. Thầy tử vi cảnh báo 2 tháng đầu năm 2024 là thời điểm cần thiết để nam Nhâm Tý 1972 thay đổi cơ chế rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần. Tập thể dục thể thao buổi sáng, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc sẽ giữ được cơ thể an toàn, tránh bệnh tật, tinh thần lạc quan. Ít tức giận thì sẽ giúp năng lượng cơ thể mạnh mẽ, không sinh bệnh, đem lại sức khỏe tốt cho nam Nhâm Tý trong năm 2024 và về sau. 4. Tình duyên, gia đạo. Thầy tử vi chia sẻ, trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Nhâm Tý được hạnh phúc viên mãn. Bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa, quan niệm sống của người khác. Vì thế, nam tuổi Nhâm Tý có một gia đình êm ấm hòa hợp. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cháu, các thành viên trong nhà là bậc cao niên đáng kính. Nhâm Tý nam mạng rất coi trọng việc giữ nề nếp gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của tuổi Nhâm Tý nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, sao chiếu mạng nữ mệnh Nhâm Tý là sao Thái Bạch. Đây được đánh giá là hung tinh trong hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này có tác động xấu đến những người tuổi Nhâm Tý có tính ganh đua, chủ quan. Còn nếu là người cẩn trọng, khiêm tốn, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể và chi tiết thì bản mệnh không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần gặp thử thách luôn bình tĩnh đối diện thì họa sẽ thành phúc. Cổ nhân thường gian dạy rằng, nhân sinh cuộc đời luôn có họa và phúc song hành cùng nhau. Khi gặp chuyện xấu đừng để cảm xúc tiêu cực, đồng thời khi thành công cũng đừng tự cao tự đại, luôn nhìn thấu nguyên nhân, hiểu rõ quá trình thì sẽ tìm thấy bản chất vấn đề. Vận hạn. Tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 gặp hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, mâu thuẫn, tinh thần. Do đó, nữ mệnh Nhâm Tý nên ưu tiên cho sức khỏe, tránh xa thị phi tranh cãi để không bị lãng phí năng lượng, gieo nhân nào gặt quả đó. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý 1972 nên lựa chọn thái độ sống tích cực, giữ tâm trí yên bình và tự nhiên thì sẽ luôn sáng suốt. Về thể chất, bản mệnh hạn chế thức khuya nên tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ sẽ có cuộc sống lành mạnh,
từ đó gặt hái được những trái ngọt trong cuộc đời mình. Tử vi tuổi Tý 1972 nữ mạng, trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ được bình giải chi tiết thông qua các phương diện sau đây: công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Xin mời quý tín chủ cùng theo dõi. 1. Công việc, sự nghiệp. Theo dõi cung mệnh tuổi Nhâm Tý và vận niên năm nhận thấy, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tý sinh năm 1972 có nhiều khởi sắc trong công việc. Bản mệnh nhẫn nại kiên cường trước mọi khó khăn thử thách thì sẽ đạt được thành công, là người lý trí, độc lập, giỏi giang, nên nữ mạng Nhâm Tý xây dựng được cho mình uy tín cao, có nhiều người vì nể và giúp đỡ. Khi công việc gặp vấn đề, nữ Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cốt lõi và đơn giản hóa mọi thứ để giải quyết hiệu quả, có được thành công. Mệnh chủ cũng luôn tìm cách báo ơn, đối xử tốt với những người đã giúp đỡ mình, chỉ cần giữ được phẩm cách tốt như vậy, sự nghiệp cả đời của bản mệnh sẽ đạt được lợi ích vững bền. 2. Tài chính. Trong 2 tháng đầu năm 2024, thầy tử vi chỉ rõ tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tý có tiến triển tốt, tài lộc thu được dựa trên tư duy công việc năng động, chăm chỉ và sự hợp tác tin cậy lẫn nhau với người có năng lực. Vì thế, nên năm này tiền bạc của nữ Nhâm Tý sẽ được dư giả. Ở tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý một số người còn đang đi làm và một số người đã nghỉ hưu về lo công việc nội trợ trong gia đình, dù là đang ở vị trí nào. Mệnh chủ cũng nên quản lý tốt tài chính cá nhân để luôn trong trạng thái chủ động, sống cần kiệm sẽ tu dưỡng được bản thân, làm gương cho con cháu, tích phúc đức lâu dài. 3. Sức khỏe. Bước sang tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý nên ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu, quý trọng cơ thể, rèn luyện tâm tính điềm tĩnh, việc ăn uống phải điều hòa thì sẽ có lợi cho sức khỏe. Muốn nuôi dưỡng cơ thể tốt thì bản mệnh nên ngủ đủ giấc, sáng sớm dậy tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp tinh thần khoan khoái, khí huyết lưu thông. 2 tháng đầu năm 2024 là lúc thích hợp để nữ Nhâm Tý chú trọng vào việc dưỡng sinh, nuôi dưỡng sức khỏe về lâu về dài. 4. Tình duyên, gia đạo. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy, trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Nhâm Tý êm ấm hạnh phúc. Mệnh chủ nên giữ tâm tính tốt, luôn khoan dung rộng lượng với con cái và những người thân bên cạnh thì không khí gia đình sẽ luôn vui vẻ, hòa thuận. Những dịp gặp gỡ, những bữa cơm quây quần, những phút giây cùng nhau trò chuyện sẽ tạo thêm kỷ niệm gia đình ấm áp, tâm tình rộng rãi, rộng lượng hiểu cho lớp trẻ. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác để động viên từng nỗ lực dù là nhỏ nhất của người thân, sẽ giúp tình cảm gia đình ngày càng mặn nồng. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Có thể nói rằng, tháng âm lịch khởi đầu năm Giáp Thìn là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Nhâm Tý. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Nhâm Tý thấy rằng, với những người tuổi Nhâm Tý đang giữ vị trí lãnh đạo, cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Trên phương diện làm ăn, tín chủ cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh, giúp Nhâm Tý xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, thầy tử vi cảnh báo, người tuổi Nhâm Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc khi mà nguyệt lệnh bước vào đất tuyệt. Sự cạnh tranh khiến bạn không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, khó tìm được đường tiến. Tiểu nhân có thể sẽ tính kế để ngăn cản bản mệnh đạt được mong muốn của mình. Lá số tử vi có thể hiện, nếu lúc này Nhâm Tý càng nóng ruột thì càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt để phát huy năng lực của bản thân. Đường tình duyên cũng bất ổn, tổng thể đào hoa kém sắc, khó có thể đạt được nhân duyên như ý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Tài lộc rực sáng, nhiều may mắn bất ngờ đang chờ đón tuổi Nhâm Tý, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái,
hay những việc ngoài luồng, người làm ăn kinh doanh cũng có một tháng khởi sắc. Tổng kết lại 2024 là năm cát lành với Nhâm Tý sinh năm 1972, hầu hết các phương diện đều phát triển tốt, công danh hay tài chính đều có thể hiện thực hóa tham vọng, cuộc sống ít muộn phiền hơn, thay vào đó là những tin vui liên tiếp trong gia đình. Trong năm, quý anh chị nên tăng cường kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sẽ có lợi cho việc nâng cao năng lực kinh doanh, càng dễ làm ăn phát đạt, trong năm có lộc điền sản. Có thể thử sức đầu tư mảng này, hứa hẹn thắng lợi lớn, tuy nhiên, cần tỉnh táo trong các mối quan hệ xã giao, tránh bị tiểu nhân lừa gạt, gây tranh chấp tài chính. Các dự án liên quan đến số tiền lớn thì nên cẩn thận hơn, làm gì cũng phải có hóa đơn chứng từ lưu lại để tiện đối chứng về sau, chớ nên qua loa mơ hồ, nếu không rất dễ gặp họa. Sức khỏe trong năm có dấu hiệu giảm sút, cảm sốt, đau ốm vặt khó tránh, nhưng hầu như không mắc bệnh quá nghiêm trọng. Đi đứng đề cao cảnh giác kẻo bị va quệt xe cộ hoặc tai nạn bất ngờ, gia đạo hài hòa, có thể đón cả tiên hiếu và hỷ trong cùng một năm này. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Nhâm Tý xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Nhâm Tý nam mạng, năm Giáp Thìn 2024, để đón lành, tránh giữ trước hạn Diêm Vương, nam mạng tuổi Nhâm Tý nên hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Gieo duyên tạo phúc, tôn bồi phước báu, khi đã cố gắng hết sức mình, sống lương thiện thì sẽ cải biến được vận mệnh. Bên cạnh đó, nam tuổi Tý 1972 có thể thực hiện lễ cúng dâng nghênh đón sao Thái Âm vào đầu năm, lễ cúng thực hiện tại nhà hoặc tại chùa. Việc chuẩn bị lễ vật không cần cầu kỳ, chỉ cần tùy tâm và thực hiện nghi thức thật trang nghiêm thì công đức sẽ được ghi nhận. Đối với tuổi Nhâm Tý nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Nhâm Tý có thể giảm tác động xấu của sao Thái Bạch và hạn Thiên La bằng cách tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc tốt, khi không làm việc khiến mình day dứt, tự khắc thân tâm sẽ được an nhiên. Bên cạnh đó, nữ tuổi Tý 1972 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn sao Thái Bạch, nghi thức này có thể thực hiện tại gia hoặc tại chùa gần nhà. Và một lần vào đầu xuân năm mới, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật không cần cầu kỳ mà vẫn trang trọng và thể hiện được lòng thành tâm. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2024 này, tuổi Nhâm Tý muốn cầu bình an, sự tốt lành có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Tý 1972 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị Phật nghìn mắt, nghìn tay, tượng trưng cho sự bao dung bác ái, từ bi hỷ xả trong đạo Phật. Mệnh chủ Nhâm Tý đeo bên mình mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ cầu được tâm từ bi, khiêm hạ, trí tuệ, hóa giải những đau khổ phiền não, luôn an lạc bình tâm trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh mộc nên chọn mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá thạch anh xanh, tương hợp, hoặc mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá núi lửa đen, tương sinh thì sẽ rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ có thể cầu sức khỏe, tinh thần bình an bằng cách lựa chọn vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương. Tinh dầu trầm hương trong đông y là hoạt chất rất tốt giúp trấn an tinh thần, đem đến nguồn năng lượng tích cực rất tốt cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Nhâm Tý năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu may mắn bình an cho năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Đầu năm xem tuổi sông nhà là tập tục truyền thống lâu đời của người Việt, người đến sông nhà. Sông đất đầu năm hợp tuổi gia chủ, sống lương thiện thì sẽ mang đến cho gia chủ tài lộc, thịnh vượng, bình an trong năm mới. Gia chủ tuổi Tý 1972 nên chọn các con giáp tuổi Thân, Thìn, theo tam hợp Thân Tý Thìn hoặc tuổi Sửu, theo nhị hợp Tý, Sửu sẽ rất tốt. Ngoài ra gia chủ Nhâm Tý cũng có thể chọn những người mệnh thủy tới sông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà cho gia chủ Nhâm Tý 1972, Giáp Thân 2004, Nhâm Thân 1992, Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Đinh Sửu 1997. Sông đất đầu năm, sông nhà đầu năm thì chọn nam hay nữ đều được, chỉ cần người đó hợp tuổi gia chủ, có lối sống tử tế, chân thành và lương thiện thì sẽ mang đến nhiều phước báu. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ khi giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia,
nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Nhâm Tý khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Nhâm Tý năm 1972 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Để gia tăng thêm may mắn và tài lộc trong năm 2024, Nhâm Tý có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh và hợp tuổi như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỷ Hưu. Phật Di Lặc là bị Phật đại diện cho tâm hoan hỷ và sự an lạc. Mệnh chủ nữ Nhâm Tý đeo bên mình mặt Phật Di Lặc sẽ cầu được tài lộc dồi dào, may mắn hạnh phúc, thành công viên mãn trong cuộc sống. Tuổi Tý 1972 mệnh mộc nên chọn mặt Phật Di Lặc đá mã não xanh, tương hợp, hoặc mặt Phật Di Lặc đá núi lửa đen, tương sinh với bản mệnh. Trong phong thủy, Tỷ Hưu là linh vật rất được người làm ăn kinh doanh ưa chuộng, có tác dụng chiêu tài cầu lộc, tăng vượng khí, trấn trạch. Tuổi Nhâm Tý có thể đeo vòng tay Tỷ Hưu để cầu tài lộc, giàu sang, hạnh phúc và thịnh vượng cho bản thân. Nhâm Tý trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc. Nhâm Tý 1972 mệnh mộc hợp với các màu thuộc hành thủy và hành mộc. Riêng trong năm 2024,
chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành mộc vì những màu này tương hợp với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về lời cổ nhân dạy: vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc. Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc, đó là cách đối đãi giữa vợ và chồng. Người vợ kính yêu người chồng, người chồng quý trọng người vợ. Đôi bên cùng tôn kính lẫn nhau, không xuề xòa, không thất lễ. Nói đến mối quan hệ vợ chồng thời cổ đại, rất nhiều người có cách nghĩ rằng đó là mối quan hệ giữa người bề trên và người bề dưới. Người chồng ở trên cao, ăn trên ngồi trước, người vợ khúm núm ở bên dưới, khom lưng khuỷu gối hầu hạ người chồng. Đó thực ra là cái nhìn sai lầm. Bởi đạo vợ chồng mà cổ nhân coi trọng không phải như vậy, mà chính là vợ chồng tương kính như tân. Chồng và vợ tương kính như tân là mỗi lời hứa đều được ghi nhớ bằng tấm lòng và được thực hiện từ chuyện nhỏ bé tí xíu đến chuyện hệ trọng quyết định cả một tình yêu, cả một hạnh phúc, vì đó là tôn trọng bản thân mình, tôn trọng người chia sẻ cuộc đời với mình. Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc. Thời Xuân Thu, Tấn Văn Công nổi danh là một trong ngũ bá, năm vị bá chủ, em trai của ông là Tấn Huệ Công có thầy giáo tên Khích Nhuế. Sau khi Tấn Huệ Công qua đời, Tấn Văn Công về triều chấp chính, không nhường quân vị cho con trai của Huệ Công. Khích Nhuế vốn phụng sự Tấn Huệ Công, lo sợ sẽ bị Tấn Văn Công hãm hại, bèn cùng một lão thần bí mật âm mưu sát hại Tấn Văn Công, nhưng sự việc không thành, Khích Nhuế bị xử tử, cả gia tộc của ông cũng bị giáng thành thường dân. Một ngày nọ, Cửu Quý, một vị quan đại thần của Tấn Văn Công phụng mệnh đi tuần, trên đường đi ngang qua vùng Hà Bắc, gặp một nam thanh niên đang làm cỏ ngoài ruộng. Cửu Quý nhận ra người này chính là con trai của Khích Nhuế, Khích Khuyết. Lúc này, vợ của Khích Khuyết đem cơm trưa ra ngoài ruộng, hai tay bưng lấy cơm, kính cẩn mà đưa cho chồng. Người chồng cũng trang trọng mà nhận lấy cơm canh, cung kính chúc nhau cảm ơn ân huệ của trời xanh, sau đó bắt đầu dùng bữa. Vợ chồng tương kính như tân, trong lúc Khích Khuyết đang dùng cơm, vợ của ông đứng cạnh bên, cung kính đợi ông ăn xong, sau đó dọn dẹp chén bát. Trong suốt thời gian này, cả hai đối đãi đoan trang lễ phép như khách. Cửu Quý về chiều, gặp Tấn Văn Công trịnh trọng tiến cử Khích Khuyết, nói: tôn trọng người khác là biểu hiện điển hình của đức hạnh, Khích Khuyết tôn trọng người khác, nhất định là người có đức hạnh, xin quân vương trọng dụng ông ta. Tấn Văn Công có chút không yên, tâm dù sao cha của Khích Khuyết là Khích Nhuế từng âm mưu tạo phản, tuy vậy Văn Công vẫn trọng dụng Khích Khuyết. Tấn Văn Công bổ nhiệm Khích Khuyết làm hạ quân đại phu. Thời kỳ Tấn Tương Công, Khích Khuyết trên chiến trường lập được công lớn, chiến thắng trở về, Tấn Tương Công đem đất ký ban cho Khích Khuyết. Cửu Quý cũng nhờ tiến cử Khích Khuyết mà xem như lập được công. Về sau, Khích Khuyết trở thành trọng thần của nước Tấn, thay Triệu Thuẫn lo liệu triều chính, Khích Khuyết cũng là tổ tiên của họ Ký. Có câu thành ngữ, tương kính như tân, ý nhắc đến câu chuyện phu thê tôn trọng lẫn nhau của Khích Khuyết và vợ. Có lúc mọi người hiểu nhầm rằng chỉ cần mối quan hệ của hai người tốt đẹp thì gọi là tương kính như tân. Thực ra là do không biết điển cố trong câu thành ngữ này, từ mấy ngàn năm nay, đó là từ ngữ chỉ mối quan hệ phu thê ở cảnh giới tốt đẹp nhất. Tương kính như tân có phải là kính trọng nhau như khách mà giữ khoảng cách? Đương nhiên không phải, tương kính như tân chính là vợ kính yêu chồng, chồng quý trọng vợ. Người xưa tin rằng, duyên vợ chồng là nhờ có sự ban ơn của trời cao, của cha mẹ. Vì vậy, khi đến với nhau, có ái thì phải có ân, biết ơn trời đất cha mẹ. Giữa vợ chồng thì ân được coi là nền tảng, hơn nữa trong ái cũng có lý tính, vì thế mà mới có thể chung sống hòa hợp cùng nhau đến bách niên giai lão. Cho nên, vợ chồng cần yêu thương và kính trọng lẫn nhau, làm tròn bổn phận của mình, không làm việc trái luân lý đạo đức, tương kính như tân. Có việc thì cùng bàn bạc để làm được như thế thì gia đình sẽ thuận hòa, xã hội sẽ an định, mối quan hệ vợ chồng vì thế mà trở thành đạo nghĩa. Vâng, cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi bài viết tử vi tuổi Nhâm Tý 1972, 2 tháng đầu năm 2024 nam nữ mạng. Những thông tin trên đây nhằm giúp tín chủ tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân đã khuyên dạy, vạn vật trên đời đều phải hun đúc bồi dưỡng để có phẩm chất tốt đẹp hơn, con người cũng thế. Luôn phải từng giờ từng phút nhắc nhở bản thân tu dưỡng tâm tính, sống tích đức thành người cao quý, tốt đẹp, khi ấy ắt sẽ được giàu sang, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý tín chủ và gia đình một năm mới luôn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang.